Chào mừng các bác quay trở lại kênh Vòng Tay Phong Thủy Gia Khiêm. Và em đã về một phôi gỗ tử đàn các bác nhé. Đây là nhìn qua một lớp vỏ thì chúng ta không thể nào biết được nó là gỗ tử đàn phải không ạ? Và đặc biệt cái dòng gỗ này thì nó là quốc mộc của bên Ấn Độ. Chất gỗ thì nặng và khúc này thì khoảng cỡ 20 phân. Đấy, đường kính khoảng cỡ 20 phân. Và cái cây này thì em nghĩ có khoảng tầm độ 7 đến 800 năm tuổi. Tại vì cái dòng gỗ tử đàn rất là lâu lớn. Đây các bác nhìn này, màu vân tím, tím đen luôn. Đấy, màu vân tím đen luôn. Dòng gỗ tử đàn là dòng gỗ quốc mộc của bên Độ, nên nó rất là đắt đỏ và quý hiếm. Nước đó đang cấm khai thác trên mọi hình thức. Bởi vậy em cũng rất là may mắn khi nhập được cái phôi gỗ tử đàn Ấn Độ này về. Không biết để làm cái gì, liệu làm vòng tay có được không các bác? Đây là em cạo ra cho các bác nhìn nhá. Khi cạo ra cái màu của nó một màu đỏ tím. Và càng đeo lâu, khoảng cỡ 1 đến 2 tháng thì nó có một cái màu gọi là mận chín già hẳn tí nữa, nâu nâu già già tí nữa các bác ạ. Rất là đẹp. Và cái dòng gỗ này khi chúng ta làm ra thì nó có những cái mạch dầu thoát ra khỏi cái tia gỗ và đã tạo kết hợp với không khí tạo ra thành một cái gọi là kim sa. Như các bác đang nhìn những cái vòng tay trên thị trường ấy, nó có chấm trắng trắng ấy, nó người ta gọi là kim sa các bác nhé. Và cái dòng gỗ này rất là quý. Em cũng rất là may mắn được cái quả phôi gỗ tử đàn Ấn Độ đây. Rất là may mắn các bác ạ. Và cạo ra cái màu rất là đẹp này. Màu cực đẹp luôn. Em ngửi thử xem thơm không nhá. Thơm lắm các bác ạ. Rất là thơm. Thơm mùi vị sô-cô-la. Ngọt ngọt, nhẹ nhẹ. Béo béo. Đấy. Đây này. Đấy, nó phải tím bầm như này các bác mới gọi là gỗ già nhá. Gỗ phải tím bầm này. Rất là tím. Và chỗ này có tí nu. Đốm đốm tí nu đấy. Đẹp thật. Lần đầu tiên em được quả tử đàn to khoảng cỡ 20 phân. Lần đầu tiên ấy. Lần đầu tiên được quả to như thế này. Không thì toàn bé bé cứ tầm như thế này thôi. Bé bé nhỏ nhỏ tầm như thế này thôi. Đấy, nhưng mà hôm nay rất là may mắn em đã kiếm được quả to như thế này. Chắc chắn là sẽ có những cái siêu phẩm VIP cho các bác. Và cái video này là cái video cách nhận biết về gỗ tử đàn khi chúng ta đi mua. Đấy. Nên bác nào muốn sở hữu gỗ tử đàn mà vòng tay phong thủy, các bác hãy liên hệ ngay với em qua số điện thoại em đang ghi trên màn hình nhé. Và cái chất gỗ này thì rất là đặc biệt, nó không như dòng gỗ khác. Úi, bóc ra này. Chất dầu ánh luôn. Các bác có không biết là có nhìn thấy cái chấm sáng sáng trắng trắng này không? Đấy. Rất là đẹp. Ok, thì các bác nhớ đón chờ tập tiếp theo của em, đừng quên đăng ký kênh nhé. Em sẽ làm ra những cái sản phẩm về vòng tay gỗ vương mộc tử đàn Ấn Độ cho các bác xem nhé. Đấy, ok, đây là cách nhận biết. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.